Chào các bạn đến với chương trình Câu Chuyện Kinh Thánh, chương trình được minh họa theo sách Kinh Thánh, để mọi người cảm nhận rõ ràng hơn tình yêu vĩ đại của Đức Chúa Trời cho nhân loại chúng ta là thế nào. Nào chúng ta cùng nhau khám phá nhé! Sách Lê Vi Ký là sách thứ 3 trong Kinh Thánh được chép ngay sau sách Xuất Ai Cập Ký về việc người Israel được giải cứu khỏi ách nô lệ và Chúa đem họ đến chân núi Sinai và thiết lập giao ước với họ. Bấy giờ, họ đã nhanh chóng nổi loạn và phá vỡ giao ước, và Chúa muốn sự vinh hiển Ngài hiện diện và ngự giữa vòng dân sự Israel ở một nơi gọi là đền tạm. Nhưng tội lỗi của người Israel đã làm tổn hại mối quan hệ này. Vì vậy, ở đoạn cuối sách trước, sách Xuất Ai Cập Ký, ngay cả Môi-se là người đại diện của Israel cũng không thể bước vào sự hiện diện của Chúa trong lều hội kiến. Sách Lê Vi Ký mở ra bằng sự nhắc nhở chúng ta về những vấn đề cơ bản này. Sách chép rằng Chúa gọi Môi-se từ trong lều hội kiến. Vậy, câu hỏi là làm thế nào người Israel trong tội lỗi và sự ích kỷ của họ được hòa giải với đấng thánh khiết như vậy? Đó là những gì sách này sẽ trả lời. Chúa đã nhân từ cung ứng một con đường để những con người tội lỗi được sống trong sự hiện diện thánh của Ngài. Và giờ hãy dừng lại một chút và khám phá một điều rất quan trọng rằng Chúa là thánh khiết. Đó là điều cơ bản để hiểu được sách này. Thánh khiết có nghĩa là biệt riêng ra hay là duy nhất. Và trong Kinh Thánh, Chúa tách biệt khỏi mọi điều khác bởi vai trò độc nhất của Ngài là đấng sáng tạo muôn vật, tạo nên sự sống. Vậy, nếu Chúa là thánh khiết thì khoảng không bao quanh Ngài cũng thánh khiết như vậy. Ở đó đầy rẫy sự tốt lành của Ngài, sự sống của Ngài, sự tinh sạch và công bình. Vậy nếu dân Israel là những người tội lỗi muốn sống trong sự hiện diện thánh của Ngài thì họ cũng phải nên thánh. Tội lỗi của họ phải được xử lý. Bởi đó, sách Lê Vi Ký được viết ra và cuốn sách có một sự cân xứng đáng kinh ngạc. Nó mở ra ba cách chính Chúa giúp người Israel sống trong sự hiện diện của Ngài. Phần ngoài mô tả về những nghi lễ Israel thực hiện trong sự hiện diện thánh của Chúa, những phần đoạn tiếp theo tập trung vào vai trò của các thầy tế lễ Israel là người trung gian giữa Chúa và dân sự, và đó là hai phần tương ứng tập trung vào sự tinh sạch của người Israel. Và ở đây, từ giữa cuốn sách là nghi lễ trọng yếu, ngày đại lễ chuộc tội, kết nối cả cuốn sách lại với nhau. Cuốn sách kết thúc với một phần đoạn ngắn khi Môi-se truyền cho dân Israel sống trung tín với giao ước này. Hãy tìm hiểu sâu hơn về cuốn sách này. Phần đầu tiên mở ra 5 cách thức chính về nghi lễ sinh tế mà Israel phải thực hiện. Hai trong số đó trong Israel là lời cảm ơn dâng lên Chúa bằng việc dâng lên Ngài, biểu trưng cho những gì Chúa đã ban cho họ trước. 3 tế lễ còn lại là những cách khác nhau của việc xưng tội mình với Chúa. Và ở đây, mỗi người Israel dâng lên Chúa huyết của một con vật trong khi xưng nhận rằng tội lỗi của họ gây ra tội ác và sự chết trong thế giới tốt đẹp của Ngài. Nhưng thay vì hủy diệt người đó, Chúa tất nhiên muốn tha thứ cho họ. Bởi vậy, con sinh tế chết trong vị trí của họ và chuộc lỗi, có nghĩa là nó giúp che lấp đi những tội lỗi ấy. Và qua những nghi lễ này, người Israel luôn được nhắc nhở về ân điển Chúa và cũng là sự công bình của Ngài, cũng như sự nghiêm trọng của tội lỗi và hậu quả nó gây ra. Phần thứ hai trong sách, các lễ nghi là 7 lễ hàng năm của Israel. Mỗi nghi lễ trong đó nhắc lại một phần khác nhau trong câu chuyện Chúa đã giải cứu họ khỏi ách nô lệ ở Ai Cập thế nào và đưa họ đi qua đồng vắng đến miền đất hứa. Và bởi việc tổ chức những lễ này đều đặn, người Israel ý thức rằng họ là ai và Chúa là đấng thế nào. Tiếp theo là những phần về các thầy tế lễ Israel. Chúng ta có Aaron và các con trai ông ta đã được phong chức để bước vào sự hiện diện thánh của Chúa, thay mặt cho dân sự, và sau đó, trong phần đoạn tương ứng này, chúng ta thấy được phẩm chất của các thầy tế lễ. Thầy tế lễ được kêu gọi đến sự thánh sạch cao nhất và trong nghi lễ thiêng liêng bởi họ không chỉ đại diện cho dân sự trước mặt Chúa mà còn đại diện cho Chúa trước mặt dân sự. Giờ chúng ta thấy được lý do vì sao sự thanh sạch của thầy tế lễ lại quan trọng đến vậy. Quay lại với phần đầu tiên, ngay sau khi gia đình Aaron được phong chức, hai người con trai của ông đã ngang nhiên bước vào sự hiện diện của Chúa và ngang nhiên vi phạm luật lệ. Vì vậy, họ đã bị thiêu nuốt bởi sự thánh khiết của Chúa ngay tại đó. Câu chuyện này sẽ luôn nhắc nhở chúng ta về nghịch lý khi sống trong sự hiện diện thánh khiết của Chúa, bởi đó là sự tốt lành thánh khiết, nhưng nó sẽ trở nên nguy hiểm với những kẻ chống nghịch và xúc phạm sự thánh khiết của Chúa. Và việc quan trọng là các thầy tế lễ Israel trở nên thánh sạch và toàn dân Israel cũng phải trở nên thánh khiết. Đó là những gì những phần đoạn tiếp theo bày tỏ. Đoạn 11 đến 15 nói về những nghi lễ về sự thanh sạch được đưa ra cho toàn dân Israel, và đoạn 18 đến 20 nói về sự thánh khiết trong đạo đức con người. Ở đây là những gì ẩn dưới quy tắc về sự thanh sạch và không thanh sạch. Bởi Chúa là thánh khiết và Ngài được biệt riêng nên người Israel cũng cần giữ mình thanh sạch.
khi bước vào sự hiện diện của Chúa, họ cần ở trong sự tinh sạch. Sự hiện diện của Chúa không ở giữa những người không thánh khiết, hay được gọi là không tinh khiết, hay không thanh sạch. Bấy giờ, trong Israel, tôi có thể trở nên không thanh sạch qua một vài hành vi như tiếp xúc với chất ô uế, bệnh ngoài da, bởi chạm vào chốc ghẻ hoặc vẩy nấm, hoặc chạm vào xác chết. Bây giờ, với người Israel, tất cả những thứ đó liên hệ với những giá trị đạo đức, với việc mất đi sự sống là điều đưa chúng ta đến biểu trưng cốt lõi của những quy tắc trên. Bạn trở nên không tinh sạch khi bị ô uế bởi việc chạm vào sự chết, có thể nói như vậy. Và sự chết trái ngược với sự thánh khiết của Chúa bởi bản chất của Ngài là sự sống. Đây là chìa khóa thực sự. Việc không tinh sạch không phải là sai lầm hay tội lỗi. Việc chạm vào những thứ đó là bình thường trong cuộc sống hàng ngày, và việc không tinh sạch là trạng thái tạm thời. Nó chỉ kéo dài trong 1-2 tuần rồi kết thúc. Điều sai trái hay tội lỗi là ngang nhiên bước vào sự hiện diện của Chúa với những biểu trưng cho sự chết và sự ô uế trên thân thể. Chớ làm vậy. Và bây giờ, điều cuối cùng gây ra sự ô uế là ăn một số loài vật. Luật ăn kiêng đã được tìm thấy trong đoạn này. Bây giờ, có rất nhiều thuyết về lý do tại sao một số loài thú vật được coi là không thanh sạch và bị cấm. Để đề cao vệ sinh hay tránh những điều cấm kỵ trong văn hóa, ở đây không nói rõ. Nhưng điều cơ bản của những phân đoạn này thì rất rõ ràng. Cùng nhau chúng tạo nên những biểu trưng văn hóa phức tạp để nhắc nhở Israel rằng sự thánh khiết của Chúa ảnh hưởng mọi lĩnh vực đời sống họ. Phần đoạn tương ứng này là luật về sự thánh khiết đạo đức của Israel. Người Israel được kêu gọi để sống khác với người Canaan. Họ phải quan tâm đến người nghèo thay vì coi thường họ. Họ có chuẩn mực cao về tình dục liêm chính, và họ phải ủng hộ sự công bình xuyên suốt mảnh đất. Và bây giờ, ở giữa cuốn sách chúng ta thấy một phân đoạn dài mô tả một trong những lễ thường niên của Israel, ngày đại lễ chuộc tội. Kỳ lạ rằng, không phải mọi tội lỗi và sự phản nghịch của Israel đều được che phủ qua sinh tế riêng lẻ. Vì vậy, mỗi năm một lần, thầy tế lễ thượng phẩm dâng lên 2 con dê, một con trở thành của lễ thanh tẩy và chuộc tội cho tội lỗi con người, và con còn lại được gọi là con dê chịu tội. Thầy tế lễ sẽ xưng tội của người Israel, chất lên con dê và rồi đuổi nó vào đồng vắng. Một lần nữa, chúng ta thấy hình ảnh quyền năng về mong muốn của Chúa là loại bỏ tội lỗi và hậu quả của nó khỏi dân sự để Chúa sống với họ trong bình an. Cuốn sách khép lại với lời Môi-se kêu gọi dân sự trung tín với tất cả những điều luật giao ước, và ông mô tả về phúc lành bình an và sự dư dật khi dân Israel vâng phục luật pháp. Ông còn cảnh báo họ rằng nếu họ bội ước và làm nhờ sự thánh khiết của Chúa, tai vạ sẽ giáng xuống và cuối cùng họ phải ra khỏi đất hứa dành cho Abraham. Và giờ, nếu bạn muốn thấy sách Lê Vi Ký phù hợp với dòng chảy câu chuyện thế nào, bạn nên nhìn vào câu đầu của sách tiếp theo trong Kinh Thánh, Dân Số Ký. Nó chép rằng, Đức Giê-hô-va phán với Môi-se ở lều hội kiến. Vì vậy, chúng ta thấy rằng Môi-se đã được phép bước vào sự hiện diện của Chúa, đại diện cho Israel. Sách Lê Vi Ký đã chọn. Vì vậy, bất kể thất bại của Israel, Chúa vẫn cung ứng một cách che đi tội lỗi của họ để Chúa có thể sống với con người tội lỗi trong an bình. Và đó là tất cả những gì sách Lê Vi Ký đã chép. Các bạn xem hãy ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ video này trên mạng cộng đồng để nhiều người được biết Chúa qua chương trình. Hẹn gặp lại các bạn các video đặc sắc tiếp theo.